Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đến tiếp tục với lại cái bài học số 4, những bước đi đầu tiên. Tôi là Chu Huy Cường, là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh thương mại và khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình. Đó là có thể hội tụ huấn luyện và đào tạo 1.102 thủ lĩnh kinh doanh thương mại xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta đang cùng nhau xây dựng một đế chế về kinh doanh thương mại và sẽ cắm cờ Việt Nam để chúng ta sẽ bước ra thế giới, cắm cờ ở các nước khác. Để khi người ta nhắc đến kinh doanh thương mại trên thế giới, người ta sẽ nhắc đến SO9. Thì nhắc đến kinh doanh thương mại ở Việt Nam, người ta cũng sẽ nhắc đến SO9. Để làm gì? Không phải là để chúng ta chứng tỏ cái điều gì cả, và để chúng ta thấy được rằng là người Việt Nam của chúng ta rất là tuyệt vời, có trái tim vô cùng yêu thương, rất là nhân ái. Chúng ta đang có trong tay những cái điều tốt đẹp. Việc của chúng ta cần phải lan tỏa cái giá trị tuyệt vời này đến cho khắp cái quả địa cầu này. Thế thì để làm được cái điều đó, đúng không? Chúng ta cần phải có cái bước đi đầu tiên. Và cái video trước chúng ta đã chia sẻ về bước số 1, nó có 6 cái bước đi, đúng không? Và hãy làm từng bước một. Đặc biệt là với các bạn mới, cần nhắc là hãy làm từng bước một. Nếu bạn chưa làm được bước 1, đừng bao giờ lên bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Có rất là nhiều người cũng phát hiện trong cái con đường mình đi gần 10 năm nay, có rất là nhiều người không làm bước 1 và làm ngay bước 4, đúng không? Đấy, và bạn sẽ không bao giờ có thể thành công được. Cho nên là hãy làm bước 1 để đỡ phải mất thời gian và đỡ phải trả giá. Chúng ta đã trao đổi về cái việc cần thiết phải trải nghiệm sản phẩm, cái việc cần phải sưu tập 10 cái câu chuyện. Đấy, và ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ với các bạn cái cách hiểu về sức khỏe như thế nào và cách chúng ta học sản phẩm một cách nó đơn giản nhất để làm sao để dễ nhân bản và dễ sao chép. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn có nhìn thấy hình đây là gì? Đây là một cái cây, đúng không? Cường chia sẻ một cách rất là đơn giản. Và cả nhà nhớ là cái bài học này chúng ta chỉ dành để học tập và để đào tạo cho các tư vấn viên, chứ không phải dành để chia sẻ cho những cái người mới, tức là chia sẻ cho những, không phải dùng để chia sẻ cho những người chưa ký hợp đồng. Lý do vì sao? Bởi vì nó, mặc dù nó rất là đơn giản nhưng nó vẫn khó sao chép. Và việc của chúng ta là phải làm nó một cách đơn giản nhất khi chia sẻ, đó là sản phẩm trái tim và kể chuyện, đúng không? Thế thì cùng ví dụ đây là một cái cơ thể con người. Tại sao chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi như này là hết sức, đúng không? Comment giúp Cường là tại sao ngày hôm nay mà cái số lượng người thực sự khỏe đấy nó không có nhiều, tại sao ngày hôm nay lại có nhiều người liên quan đến bệnh tim mạch như vậy? Tại sao ngày hôm nay có nhiều người chết vì tim mạch như vậy? Tại sao ngày hôm nay có nhiều người bị ung thư như vậy? Tại sao ngày hôm nay có nhiều người bị u như vậy? Tại sao ngày hôm nay có nhiều người bị vô sinh hiếm muộn như vậy? Tại sao ngày hôm nay có rất nhiều người bị xương khớp như vậy? Tại sao ngày hôm nay có nhiều người bị mắc bệnh thận, bị mắc bệnh gan hay là bị những cái bệnh mãn tính, đúng không? Tại sao? Why? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Và nếu như chúng ta hiểu được nguyên nhân gốc rễ, đúng không? Tại sao? Đấy, thì chúng ta sẽ tránh được những cái quả không mong muốn như thế này. Chúng ta sẽ sống một cách khỏe mạnh. Bao nhiêu số các bạn muốn biết được lý do tại sao thì giơ tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Đấy là những cái câu hỏi vô cùng quan trọng, đúng không?
rất ít người trong cuộc đời người ta cứ chờ xảy ra những cái quả này bắt đầu mới táo quả, mới lo đi đúng không, chữa vô sinh rồi tim mạch rồi xương khớp rồi ung thư rồi tiểu đường rồi vân vân. Đây là những cái chứng bệnh của thời đại. Và ngày hôm nay với những cái kiến thức đơn giản như này, các bạn hoàn toàn có thể phòng bệnh cho mình, bạn hoàn toàn có thể phục hồi được cái sức khỏe của mình nếu như các bạn hiểu và áp dụng những gì Cường chia sẻ. Với cả nhà biết là đội ngũ của Cường, đội ngũ từ Cường trở xuống ngày hôm nay đã bảo vệ sức khỏe cho hàng trăm nghìn con người rồi, đã giúp hàng trăm nghìn con người phục hồi và bảo vệ sức khỏe, và kết quả thì không biết nói dối đúng không? Chỉ vì những cái kiến thức nó rất đơn giản nhưng mà không có một cái trường lớp nào dạy chúng ta cả. Kể cả bạn là bác sĩ, bạn là dược sĩ Tây y đấy, và nếu như không có người chia sẻ cho bạn, hoặc nếu như bạn không nghiêm túc đặt câu hỏi với chính mình tại sao người ta bị bệnh, làm tại sao để tại sao người ta bị bệnh, làm thế nào để chúng ta có thể sống khỏe mạnh mà tránh được bệnh tật, đấy là những cái câu hỏi rất là quan trọng. Thế thì why, tại sao, tại sao, có bao giờ bạn đặt những cái câu hỏi như vậy không ạ? Nó rất là đơn giản như thế này cả nhà, nó rất là đơn giản, và đây là bí mật đúng không? Cái điều đầu tiên, lý do đầu tiên đấy là người ta bị thừa. Đó, người ta bị thừa cái thứ nhất, cái nào viết giúp Cường, thừa chất độc. Chúng ta hình dung không? Ngày hôm nay là chúng ta đang sống trong một thời kỳ bất hạnh, đặc biệt là chúng ta đang sống tại Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những cái thành phố cực kỳ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thức ăn. Tất cả những cái thứ gì chúng ta đang hít thở, uống vào và ăn vào ngày hôm nay ấy, đều có chất độc, đúng không? Đều không có sạch nhiều. Đấy, cho nên là chỉ có mình tự bảo vệ mình chứ không ai bảo vệ. Và để chúng ta hiểu về chất độc như thế nào, hãy tìm cái clip chất độc trong cơ thể người trên YouTube, các bạn sẽ hiểu về chất độc. Chúng ta thường xuyên đọc báo, đúng không? Cái chất này gây ung thư, cái chất kia gây ung thư, vân vân và vân vân. Đúng không? Rồi những cái chất tạo màu, các cái chất tạo mùi, những cái chất kích thích, chất tăng trọng, tất cả những cái thứ đấy, đấy là những chất độc, đúng không? Thế còn thừa cái gì nữa cả nhà? Thừa ví dụ như là thừa lipid, thừa chất béo, đúng không? Nó không chuyển hóa được, cho nên là sao, nó làm tắc các cái thành mạch này, nó làm mỡ nội tạng này, mỡ trong máu, tức là máu bẩn này, vân vân, nó làm cho lưu thông máu nó kém. Thế thì một câu hỏi đặt ra là thế thừa những cái thứ đó, thế thì nó đi đâu? Nó đi đâu? Đó. Thừa những cái thứ đấy nó đi đâu? Đấy, cho nên ví dụ như thừa những chất bột đường không chuyển hóa được, đó. Thừa những chất lipid thì dẫn đến tim mạch, thừa chất độc thì báo chí tất cả nói rất là nhiều rồi, đấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư, vân vân, đúng không nào? Thế còn thừa đạm thì bị gì ạ? Very good, cả nhà thấy không? Nó không chuyển hóa được. Rồi, đấy là thừa. Cái thứ hai, đây là lý do mà rất ít người để ý này, thiếu trầm trọng cả nhà. Thiếu trầm trọng. Các nhà dinh dưỡng học người ta nói là chúng ta đang sống ở cái thời kỳ mà ngày hôm nay ấy, ăn không thiếu cái gì cả, nhưng mà lại bị rỗng về chất, lại bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Cả nhà comment giúp Cường, thiếu vi chất dinh dưỡng một cách trầm trọng, thiếu cái sự sống trong cái thức ăn mà mình ăn ấy, hay còn gọi là hoạt chất sinh học, đúng không? Thiếu một cách trầm trọng, thiếu chất sơ tự nhiên. Đấy, thế tại sao lại thiếu? Tại sao ngày hôm nay chúng ta ăn no, ăn ngon, mặc đẹp, ăn no, cái gì cũng có, mà tại sao lại thiếu? Tại sao lại thiếu? Và có rất là nhiều những cái lý do, nhưng Cường chia sẻ một vài cái lý do quan trọng tại sao mà những cái thức ăn chúng ta bị rỗng về vi chất dinh dưỡng, đúng không? Thiếu một cách trầm trọng. Cái lý do thứ nhất, cả nhà hình dung này, cái lý do thứ nhất đấy là chúng ta biết là cây thì lấy chất từ đâu? Cây lấy chất từ đất, đúng không? Cây lấy chất từ đất. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay comment giúp Cường, bà con nông dân bón cái gì cho cây? Bà con nông dân bón cái gì? Bón phân hữu cơ hay là phân hóa học? Thôi, bà con đang bón cái gì? Ngày xưa nếu như thế hệ 4X, như thế hệ 5X, 6X đấy, chúng tôi sẽ thấy là hàng năm đều có lũ lụt. Ví dụ như sông Lô, sông Hồng, sông Thái Bình ấy, đồng bằng sông Cửu Long, vân vân, hàng năm có lũ lụt phù sa bồi đắp cho đồng ruộng. Nhưng ngày hôm nay
thì rất hiếm khi có lũ lụt xảy ra. Cả nhà biết lý do tại sao không? Bởi vì các cái công trình thủy điện, các cái đập, các cái hồ chứa nước của các đập thủy điện, ví dụ như ở Hà Nội chẳng hạn, đập thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, nó đã ngăn dòng chảy rất là tốt để cung cấp điện năng cho con người. Nhưng chúng ta làm thay đổi cái quy luật tự nhiên, thay đổi cái dòng chảy tự nhiên. Bởi vì quy luật tự nhiên là đồng ruộng hàng năm phải có phù sa bồi đắp, phải có lũ lụt để phù sa bồi đắp. Và khi đó thì đất đai màu mỡ và cây trồng mới có chất. Cho nên những gì chúng ta ăn ngày hôm nay ấy, nó bị thiếu chất do sao? Do không có phù sa bồi đắp nữa. Và bà con thì lại thâm canh tăng vụ, có nghĩa là ngày trước thì ví dụ 2 vụ chính, ngày hôm nay 4 vụ. Chúng ta thấy không nào? Đấy, cho nên là trồng thì rất nhiều và bón phân hóa học cho đất và rất ít những cái chất hữu cơ để tái tạo đất, để mang lại chất cho đất. Đấy, vì vậy mà cây thì lấy thức ăn từ đất mà đất thì lại không có chất, đất lại thiếu chất. Vì vậy những cái gì chúng ta ăn vào ngày hôm nay chúng ta cảm giác no nhưng nó bị rỗng về chất. Đấy là lý do đầu tiên và lý do cực kỳ quan trọng nhưng rất ít người để ý. Và nếu như chúng ta đến sông Hồng, cho nhìn những cái cây trồng ở bãi giữa sông Hồng, chúng ta thấy nó tươi tốt không? Rất là tươi tốt đúng không? Ngô này, khoai lang này, vân vân, rất là tươi tốt. Bởi vì ở đấy ấy, nó có phù sa đúng không? Nhưng mà lũ lụt nó không đủ để tràn ra đồng ruộng nữa. Thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta bị rỗng về chất. Đấy lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà thiếu về chất, cả nhà viết giúp cờ. Lý do thứ hai cũng cực kỳ quan trọng. Đấy chính là chất kích thích, chất tăng trọng. Nó làm cây trồng, vật nuôi lớn nhanh như thổi, lớn nhanh như phù đồng. Chúng ta viết comment giúp cờ là mọi thứ phải tuân theo quy luật tự nhiên. Tức là cây trồng thì nó phải đủ ngày, nó phải đủ tháng, nó phải đúng mùa, đúng không? Đủ ngày, đủ tháng, đúng mùa thì làm sao? Đấy là quy luật tự nhiên. Thì nó mới lấy được những cái chất tuyệt vời nhất từ đất để mang lại sức khỏe cho con người. Như ngày hôm nay, ngày xưa thì mùa nào thức ấy, ngày hôm nay thì chúng ta mùa nào thì cũng có cái hoa quả mà chúng ta cần. Chúng ta thấy không? Đấy, tức là con người đang làm trái với quy luật tự nhiên. Và chính vì cái việc làm trái quy luật tự nhiên và cái sự nguy hiểm nhất ấy, là ngày hôm nay cái nỗi khổ lớn nhất là con người gây ra cho con người. Comment giúp cờ. Nỗi khổ lớn nhất đấy chính là con người gây ra cho con người, và chính là con người đang đầu độc đồng loại của mình. Chỉ vì tiền thôi, chỉ vì cơm áo gạo tiền mà con người đang đầu độc đồng loại của mình. Con người đang đầu độc con người bằng chất kích thích, bằng chất tăng trọng, bằng dư lượng kháng sinh. Tất cả những cái thứ đấy nó đi vào cơ thể này. Và nếu như chúng ta không hiểu, nếu như chúng ta không sống lành mạnh, và nếu như chúng ta không có giải pháp, thì một ngày đẹp trời nó giống như cái quả bom hẹn giờ và nó phát nổ. Và lúc đấy sao? Những cái quả lù lù này, tim mạch, đúng không? Đột quỵ, tai biến, ung thư, vân vân là điều khó có thể tránh khỏi. Đấy là thiếu vi chất dinh dưỡng một cách trầm trọng. Và để hiểu về vai trò của vi chất dinh dưỡng, cả nhà hãy search Google tìm cái bài viết tìm cái bài viết sự trung thực của các xác chết của ông Jorgen Olov, đó, của tiến sĩ Jorgen Olov. Công trình này được đề cử giải Nobel y học năm 1991. Và nếu như các bạn đọc và các bạn hiểu xem là cơ thể con người cần bao nhiêu vi chất dinh dưỡng một ngày, bao nhiêu vitamin, bao nhiêu acid amin, bao nhiêu khoáng chất một ngày, và nếu như chúng ta không cung cấp đủ cho nó ấy, thì sao? Nó sẽ trừ bớt cái tuổi thọ của chúng ta trên cuộc đời này. Và nếu như chúng ta không cung cấp đủ cho nó thì cái cơ thể là sao? Nó không đủ chất, nó không đủ dinh dưỡng và nó không đào thải được những cái thừa, không chuyển hóa được những cái thiếu, đúng không? Vâng, không bổ sung được những cái thiếu. Đấy, cho nên là đấy, để hiểu chúng ta đọc sự trung thực của các xác chết, đây là một cái tài liệu cực kỳ quan trọng. Rồi, một cái lý do gì nữa? Căng thẳng thần kinh. Đó, căng thẳng thần kinh chiến nguyên. Chúng ta thấy không? Ngày xưa cường nhớ là ngày xưa ấy, sống thì con người yêu thương nhau, hàng xóm láng giềng thì biết nhau, chơi với nhau, sớm lửa tắt đèn, có nhau. Đấy, nhưng ngày hôm nay sao? Ngày hôm nay chúng ta ít những cái điều tuyệt vời như vậy. Ngày xưa thì cường ở cái khu tập thể, hàng ngày có thể nấu ăn cùng nhau này, vui cùng nhau này, chơi với nhau này, có rau thì có thể chia sẻ với nhau, đi bắt cua bắt cá được những cái gì ngon cũng có thể chia sẻ với nhau, hết gạo thì sang nhà nhau vay, hết dầu sang nhà nhau vay, hết móng sang nhà khác vay xin. Chúng ta thấy không?
Nhưng ngày hôm nay sao? Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, trẻ con thì bị học hành quá mức, rồi người lớn thì áp lực phải kiếm tiền, rất là nhiều những cái áp lực trong cái cuộc sống này. Nó dẫn đến sao? Căng thẳng, thần kinh triền miên, ăn không ngon, ngủ không ngon, đúng không? Ăn thì vẫn phải nghĩ đến những cái khác, ngủ thì giật mình thon thót, vân vân, bởi vì áp lực của cuộc sống. Đấy, chính và đây người ta đều đồng ý rằng đây là ba những cái lý do chính. Ngoài ra nó còn những cái lý do khác nữa, nhưng đây là ba cái lý do chính nó dẫn đến những cái bệnh này, nó dẫn đến những cái quả này, những cái quả không mong muốn. Và một cái câu hỏi đặt ra, vậy thì có giải pháp nào đấy để có thể triệt tiêu được cái gốc rễ này đó, để triệt tiêu được cái gốc rễ này đấy. Đấy là một cái câu hỏi vô cùng quan trọng, và chúc mừng tất cả các bạn. Các bạn là những người vô cùng may mắn, những tư vấn viên của Sibri là những người vô cùng may mắn, bởi vì mình đang có trong tay cái giải pháp, đúng không? Thứ nhất là chúng ta có sự hiểu biết, cái thứ hai là chúng ta đang có cái giải pháp best of the best, tuyệt vời nhất trên hành tinh này, để tự mình bảo vệ mình, để bảo vệ sức khỏe của mình. Đấy, và chỉ cần cung cấp cho cơ thể những thứ nó cần, và tự cơ thể nó biết giải quyết vấn đề cho nó, tự cơ thể nó sẽ bảo vệ nó. Cả nhà hình dung không? Chính vì cái việc thừa độc tố, thừa đạm, thừa chất béo, thừa chất bột đường, chính vì cái việc thiếu vitamin và khoáng chất, các cái sự sống trong cơ sự sống ở trong những cái thứ thức ăn mà mình ăn nó bị rỗng về chất. Đấy, chính vì chất kích thích, chất tăng trọng, nó làm cho cây trồng vật nuôi lớn nhanh như thổi, và nó làm rỗng về chất. Chính vì sự căng thẳng, thần kinh triền miên, vân vân, nó dẫn đến những cái kết quả và hậu quả không mong muốn. Và người khôn là người biết phòng bệnh, người bình thường là người chờ bệnh, chờ những cái quả này ra thì mới xử lý, và người ngu là người tự gây bệnh, đúng không? Đấy là sao? Tự đầu độc cơ thể, đấy là người ngu. Rõ ràng là người ngu tự hút thuốc này, tự uống rượu rất là nhiều mà, đúng không nào? Và tự đưa những cái thứ độc hại vào, tự xem những cái thứ tiêu cực nhồi nhét vào, đấy gọi là người ngu, là người tự gây bệnh. Thế còn chúc mừng tất cả các bạn, tôi biết tất cả các bạn đều là người khôn, là người biết chủ động phòng bệnh. Vậy thì giải pháp Sibri của chúng ta, Sibri được gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sibri không đi chữa bệnh vô sinh, Sibri không đi chữa bệnh tim mạch, Sibri không đi chữa ung thư, không chữa bất cứ một cái gì hết. Nhưng Sibri sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta này đánh thức những cái khả năng tiềm ẩn, cái sự thông minh của cơ thể, và cung cấp cho cơ thể thừa chất độc, đúng không? Thì có bộ ba thanh lọc, có gì nữa cả nhà? Thừa chất độc chúng ta có bộ ba thanh lọc này, chúng ta có dòng lymphocyte, đúng không? Purine, vân vân. Đấy, chúng ta lại có cả gì nữa? Chúng ta lại có Formula 4, chúng ta có trà Body, chúng ta có trà Sevenu, chúng ta có trà Aminem. Ví dụ như vậy, nó sẽ giúp cho cơ thể đào thải độc tố ra khỏi bên ngoài ở cấp độ tế bào. Comment giúp cường là cấp độ tế bào một cách dần dần, từ từ. Thế là thiếu. Thiếu thì chúng ta bổ sung, thiếu vi chất dinh dưỡng thì chúng ta bổ sung rất là đơn giản. Đấy, chúng ta bổ sung Formula 4 này cũng là bổ sung cho chúng ta các loại vitamin cần thiết, hay là healthy reason, hay là super natural vitamin, siêu vitamin sẽ bổ sung cho chúng ta những cái vitamin và khoáng chất cần thiết. Rồi chúng ta có thể bổ sung canxi, kẽm. Đấy là những cái món ăn mà chúng ta hàng ngày cần phải có ở trên bàn ăn để bổ sung cho mình. Đấy, bổ sung để làm sao? Bổ sung những cái thiếu, đào thải những cái thừa, bổ sung những cái thiếu. Stress thì điều đầu tiên, stress ấy là tự mình vào hệ thống S9 để chúng ta học, để chúng ta hiểu về tinh thần, để chúng ta hiểu về cảm xúc, để chúng ta hiểu về suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ học được cái cách quản trị cảm xúc, điều khiển được cái cảm xúc của mình, để cho cái tâm hồn của mình luôn luôn phơi phới, để cho chúng ta luôn luôn vui vẻ. Thì khi mà chúng ta vui vẻ rồi chúng ta sẽ học cách biết ơn, học cách yêu thương toàn những cái thứ tốt đẹp, rồi những cái điều tốt đẹp như là tự hào, hãnh diện về những cái chiến thắng vân vân của mình, để làm sao để cho chúng ta luôn luôn được cái tâm hồn nó an lạc, tự do tự tại. Rồi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm giống như là cái trà Chardonnay Noir, nó làm cho tĩnh tại. Rồi chúng ta dùng những maze vân vân, nó làm cho tĩnh tại. Hoặc là chúng ta sử dụng như là Stress Relief, đúng không? Cái hộp sản phẩm ấy, cái hộp sản phẩm siêu phẩm Stress Relief nó, để nó giúp cho, nó cung cấp cho chúng ta những cái thức ăn, những cái vitamin và khoáng chất, những cái hoạt chất sinh học, để nó giúp cho chúng ta giảm cái căng thẳng thần kinh. Và vì vậy, khi mà
đào thải những cái thừa, đúng không? Rồi cái gì chuyển hóa những cái lipid cả đại biểu? Chính là vi chất dinh dưỡng, chính là chất xơ tự nhiên, nó chuyển hóa những cái thừa đó, lipid đó. Cái gì chuyển hóa đạm? Cũng chính là những cái vi chất dinh dưỡng, những cái chất xơ tự nhiên, các cái hoạt chất nó chuyển hóa những cái đạm đó để nó giúp cho cơ thể tự khỏe mạnh và tự bảo vệ. Và khi đó, khi đào thải những cái thừa, chuyển hóa, bổ sung những cái thiếu, đúng không? Giảm stress này này, thì cơ thể nó rất là thông minh, và nếu như có vấn đề thì tự cơ thể nó sẽ phục hồi cho nó. Còn nếu mà mình đang khỏe thì nó sẽ bảo vệ, duy trì và tăng cường. Cái này đúng không? Đấy, cho nên nó vô cùng quan trọng. Đấy là điều đầu tiên Cường chia sẻ với cả nhà về cái lý do tại sao mà ngày hôm nay bị bệnh. Và thực sự chỉ cần am hiểu cái cây này một cách sâu sắc thôi, chúng ta đã có kiến thức của, và có Cường đã chứng kiến có những người làm việc cả đời trong ngành y mà những cái thứ đơn giản này cũng không biết. Cường đã cũng chứng kiến cả đời những cái người làm bác sĩ rất giỏi, phẫu thuật rất giỏi, đúng không? Siêu cây dao vàng, cây kéo vàng, tim mạch thì chết vì tim mạch, đúng không? Não thì có thể bị sao? Đấy, thậm chí là bị tai biến, ví dụ như vậy. Vì người ta không hiểu những cái điều đơn giản như thế này. Người ta không hiểu những cái điều đơn giản như thế này. Còn việc của chúng ta có kiến thức, đấy, chúng ta có giải pháp và tự mình bảo vệ mình. Nó comment giúp Cường, tự mình bảo vệ mình, đấy là người khôn nhất. Và ai cần sử dụng giải pháp CBD thường xuyên, ai cũng cần, đúng không? Ai cũng cần. Đấy, và chúng ta sẽ đến cái hình ảnh tiếp theo để chúng ta sẽ thấy là xem là có phải là ai cũng cần không. Có bao nhiêu trong số các bạn nhớ được cái 5 cái tính năng tác dụng của sản phẩm CBD? Tính năng thứ nhất là gì cả nhà nhớ không nào? Có bao nhiêu trong số các bạn nhớ 5 tính năng? Chính 5 tính năng tác dụng của CBD này. Đấy, nó làm cho làm sao? Nó triệt tiêu cái gốc rễ nguyên nhân gây ra bệnh. Đó, tính năng thứ nhất đấy là bổ sung cung cấp tối đa vitamin và khoáng chất, chất sinh học, đó, chất xơ tự nhiên và các cái hoạt chất sinh học. Đấy là tính năng thứ nhất. Tính năng thứ hai là đào thải độc tố, kim loại nặng, chất phóng xạ, thuốc trừ sâu, hóa chất, chất bảo quản ở cấp độ tế bào, đó, cho ra bộ ba thành lọc vân. Rồi tính năng gì nữa? Làm giảm căng thẳng thần kinh, cho thấy không nào? Rồi tính năng gì nữa? Nâng cao hệ miễn dịch. Đấy, và cái hàng rào bảo vệ cái tế bào miễn dịch, cái hệ miễn dịch của chúng ta khỏe thì chúng ta không phải lo lắng về cái điều gì cả. Rồi tính năng gì nữa? Cân bằng nhịp sinh học. Đấy, chúng ta bay đến nơi này, bay đến nơi kia, thay đổi múi giờ không có vấn đề gì hết, bởi vì chúng ta đã được sử dụng những cái sản phẩm cân bằng nhịp sinh học, ví dụ như vậy. Đấy, đây Cường chia sẻ thêm một chút nữa với cả nhà, một cái hình ảnh nữa Cường cũng muốn chia sẻ với cả nhà để chúng ta phải hiểu, chúng ta am tường về sức khỏe, đúng không? Thế thì Cường chia sẻ thêm một chút từ cái hình ảnh này. Thế bây giờ nhá, Cường hỏi ngành Tây họ sẽ làm gì với những cái vấn đề như này? Họ sẽ làm gì với những cái vấn đề như này? Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta quan sát một chút thôi, nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu, thì Tây y là một ngành để giải quyết những vấn đề mang vấn đề cấp bách, những cái vấn đề cấp tính, và đó là một ngành khoa học cực kỳ tuyệt vời. Nhưng chúng ta biết khi nào thì nên sử dụng cái ngành Tây y. Ví dụ khi bị virus, vi khuẩn, đúng không? Chúng ta cần phải ngăn chặn khẩn trương, ngay lập tức. Ví dụ như là khi sốt cao thì chúng ta uống để hạ sốt. Khi bị quá đau thì chúng ta uống giảm đau, đúng không nào? Đấy, khi bị tai nạn thì chúng ta cần phải được cắt ghép mổ xẻ. Đấy là những điều rất là tuyệt vời của ngành Tây y. Nhưng nếu như mình không hiểu về thuốc Tây, bởi vì chúng ta biết là thuốc Tây ấy rất là tốt để cứu người trong những trường hợp cấp bách khẩn cấp, nhưng với các vấn đề về mãn tính, các vấn đề về mãn tính thì chúng ta biết là uống thuốc Tây nó không có hiệu quả cao, và kết quả thì nó không biết nói dối. Bạn cứ thử mà xem, nếu bị viêm họng mãn tính cứ uống nhiều thuốc Tây vào, kháng sinh vào, thì dẫn đến, tại sao Cường hiểu điều đó? Bởi vì Cường là người may mắn, vì ngày xưa Cường bị bệnh thoát vị địa đệm. Đấy, và ngày xưa hoàn toàn không có kiến thức về sức khỏe, cho nên là bác sĩ làm sao bị thoát vị địa đệm, thế uống về xương khớp nó làm miễn dịch suy giảm, thế là sau này thường xuyên bị viêm họng mãn tính. Thế đến bác sĩ Tây y, bác sĩ bảo Tây y uống kháng sinh, thường xuyên uống kháng sinh, thế là nó lại bị dạ dày, nhớ, trào ngược dạ dày, ợ chua, rồi làm sao lại uống thuốc dạ dày nữa, thế là chức năng gan nó kém. Ngày xưa mặt Cường rỗ và rất là nhiều mụn, cả nhà hình dung, chỉ vì sự thiếu hiểu biết, chỉ vì mình tự đầu độc mình bằng thuốc Tây mà không có hiểu biết, và đó là điều vô cùng nguy hiểm. Đấy, bởi vì sao ạ? Nếu mà tim mạch
bác sĩ tây huyết áp cao uống xuống, huyết áp cao uống xuống. Nhưng một câu hỏi đặt ra là thế thì thuốc tây ấy, thuốc tây là thuốc độc đúng không? Chính xác. Bởi vì không tin thì bạn có ai đi uống thuốc tây thường xuyên để bảo vệ sức khỏe không? No, không có. Chúng ta phải uống theo đơn, đúng hay rất đúng cả nhà? Rất đúng đúng không? Chúng ta phải uống theo đơn. Đấy, chính vì vậy và chúng ta không thể uống bừa bãi được. Đấy, cho nên đấy là làm sao? Cho nên là chúng ta cần phải hiểu cái ngành tây làm được cái gì. Đúng không? Còn đông y ngày hôm nay chúng ta thấy không? Đọc báo chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái thầy thuốc đông y, bởi vì chúng ta không biết được nguồn gốc xuất xứ, chúng ta không biết về nguồn gốc xuất xứ của những cái thang thuốc ấy, nó đến từ đâu. Kể cả những cái thầy thuốc lương y là những người lương tâm, nhưng họ sao rất ít người, hiếm người ngày hôm nay họ đi tự thu hái, tự lấy những cái cây thuốc, đúng không? Và phần lớn 95% theo những cái số liệu thống kê không chính thức thì 95%, còn thậm chí là cao hơn ấy, nhập khẩu từ Trung Quốc. Và chúng ta biết rồi, có rất là nhiều những cái câu chuyện, đúng không? Có rất là nhiều những cái việc, những cái điều mà chúng ta không nói chung là không cần phải bàn về cái nguồn gốc xuất xứ đó, nó không thực sự tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đấy, cho nên là làm sao? Cho nên là nếu mà dùng giải pháp đông y tốt nhất là dùng CBD, bởi vì chúng ta được chiết xuất từ đâu thì tự chúng ta hiểu, đúng không? Tự anh chị em tìm hiểu. Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu, đúng không? Cần chia sẻ thêm với cả nhà một cái hình ảnh nữa để chúng ta làm chủ được sức khỏe của mình, để chúng ta hiểu biết về sức khỏe, và chúng ta phải biết mình đang ở đâu trong cái bậc thang sức khỏe. Bao nhiêu trong số các bạn muốn biết là sức khỏe của mình đang ở đâu thì giơ tay. Cảm ơn cả nhà. Rồi, cả nhà chờ một chút. Đấy, đây được gọi là cái bậc thang về sức khỏe để mình xem mình đang ở đâu. Bao nhiêu trong số các bạn tự tin là mình đang cực kỳ khỏe mạnh thì giơ tay. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu số các bạn ở giai đoạn mất thích nghi? Mất thích nghi là gì? Cháy nắng, sờ trời thì hắt hơi sổ mũi, thỉnh thoảng phải uống viên thuốc tây, vân vân. Giai đoạn mất thích nghi, giai đoạn ủ bệnh. Đó là nếu như chúng ta đi khám bệnh, chúng ta sẽ thấy các cái chỉ số sinh hóa như tiện cận mắc, tiện cận min hoặc là vượt. Vượt mắc, đúng không? Ví dụ như chỉ số đường huyết, chỉ số triglyceride, vân vân, các cái chỉ số nó vượt những cái ngưỡng an toàn, những cái ngưỡng khỏe mạnh. Đấy, những người sao rồi cấp tính, đấy là thỉnh thoảng sao hay bị viêm họng, là cấp tính này, đau xương khớp cấp tính này, vân vân. Đấy, và dần dần đến bệnh mãn tính. Mãn tính là có nghĩa là nó cứ uống thuốc rồi một thời gian nó hết đau, lại uống thuốc nó lại hết đau, lại uống thuốc nó hết đau rồi nó lại đau, rồi uống thuốc một thời gian hết đau rồi nó lại đau, vân vân. Đấy gọi là bệnh mãn tính, đúng không? Thế thì rồi, các bạn đang ở đâu trong cái bậc thang sức khỏe này? Các bạn đang ở đâu trong cái bậc thang sức khỏe này? Các bạn đang ở đâu? Đấy. Và cả nhà biết là ngày hôm nay có những cái số liệu thống kê không chưa đầy đủ ấy, thì những người thực sự khỏe mạnh ngày hôm nay là những cái con số rất ít, là con số rất ít, đúng không? Những người thực sự khỏe mạnh là những số con số rất ít, đúng không? Thế thì chúng ta biết này, có rất nhiều người bị bệnh mãn tính. Ngày xưa Cường đã bị bệnh mãn tính, đấy chính là bị thoát vị địa đệm, thoái hóa xương, đúng không? Cường từng chia sẻ rồi, viêm họng mãn tính, dạ dày mãn tính, gan mãn tính, ví dụ như vậy, đúng không? Và rất là may cho Cường, đời Cường có thể nói may nhất là Cường biết đến thực phẩm chức năng, biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ tháng 4 2010. Từ đó cho đến ngày hôm nay chưa phải dùng một viên kháng sinh, chưa phải dùng một viên kháng sinh. Trong khi đó trước kia làm sao ạ? Thường xuyên phải dùng, đúng không? Nếu không biết đến thực phẩm chức năng, có lẽ là bây giờ Cường đã tạm biệt thế giới này, thậm chí có lẽ là ung thư vòm họng, có lẽ là ung thư gan, có lẽ là ung thư dạ dày, đúng không? Rất là nguy hiểm. Và điều đó Cường rất là biết ơn và vô cùng hạnh phúc khi mà một người anh chia sẻ cho Cường. Thế thì nếu như mình không hiểu,
Đó, nếu như mình không hiểu. Đấy. Và một câu hỏi đặt ra là làm thế nào? Làm thế nào? Đó. Để chúng ta luôn luôn ở đây. Làm thế nào để chúng ta luôn luôn ở đỉnh cái tháp sức khỏe này? Đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng. Nó liên quan đến chất lượng cuộc sống. Đúng không cả nhà? Phải luôn luôn ở đây. Đó, comment giúp Cường luôn luôn ở đây. Thế thì chúng ta muốn ở đây ấy, thì chúng ta cần phải hiểu, giống như cái cây lúc nãy Cường chia sẻ với cả nhà, và chúng ta có giải pháp tập luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ, đúng không? Dinh dưỡng hợp lý, ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao, sống lành mạnh, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở đây, đúng không cả nhà? Đây, có một cái hình ảnh này cả nhà nhìn này. Đấy, chưa thấy không? Cái con đường nếu mà bị một cái bệnh mãn tính nào đó, mà nếu như mình không có ý thức bảo vệ sức khỏe, và cứ tán thật nhiều thuốc tây vào, cứ uống thật nhiều thuốc tây vào, và một ngày đẹp trời, một năm, 5 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm vân vân, và cái con đường của nó dẫn đến, cả nhà có bao giờ xem những cái bộ phim của Mỹ không? Xem những bộ phim nước ngoài không? Đấy, có những cái nấm mồ ấy cả nhà. Đấy, và nó có cái chữ Thomas, đúng không? Nơi đây là nơi yên nghỉ của một người ra đi vì thiếu hiểu biết. Nơi đây là nơi yên nghỉ của một người ra đi vì thiếu hiểu biết, đúng không? Ngày xưa nếu vì cũng vì thiếu hiểu biết mà chút nữa thì Cường, đây là cái tên Trương Huy Cường, ra đi vì một người thiếu hiểu biết, tự mình đầu độc mình bằng thuốc tây, đúng không? Ra đi vì thiếu hiểu biết. Bởi vì cả nhà biết là làm một câu hỏi đặt ra làm thế nào để sức khỏe, một là nó phải luôn ở đây, từ đây rồi nó cần phải lên, từ mất thích nghi nó cần phải lên khỏe, u bệnh nó cần phải lên khỏe, cấp tính nó cần phải lên khỏe, mãn tính nó cần phải lên khỏe. Đấy là một cái câu hỏi vô cùng quan trọng, đúng không? Và một tí vui cho các bạn, tin vui cho các bạn, nếu như chúng ta biết sử dụng, nếu Cường chia sẻ lại đấy, nếu chúng ta có lối sống lành mạnh, nếu như chúng ta có tâm hồn lành mạnh, cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ tích cực, nếu như chúng ta luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nếu như chúng ta biết cách tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, liên tục, đấy, nếu như chúng ta ăn uống điều độ và chúng ta biết sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ví dụ như Sibri, đúng không? Thì nếu như chúng ta mắc những các vấn đề mãn tính rồi, đấy, và nếu như nó giống như cái dây chun ấy mà nó chưa bị đứt đôi, có nghĩa là nó vẫn còn độ đàn hồi, thì dần dần từ từ nó sẽ giúp cho chúng ta nâng lên ở đây. Đấy là một tin rất vui và vô cùng đặc biệt, cả nhà thấy không? Và kết quả không biết nói dối, chúng ta thấy không, có rất là nhiều người đã đi lên dần dần từng bước, và cả nhà biết rồi. Các nhà khoa học của Sibri ấy, thì họ nói là để phục hồi được sức khỏe cần phải từ 6 cho đến 18 tháng nếu có lối sống lành mạnh, cộng với dùng cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng của chúng ta, sẽ đưa chúng ta lên được đến đây. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời cả nhà? Rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi, nếu như chúng ta đã ngủ bệnh, đúng không? Thế thì chúng ta biết cách sử dụng thường xuyên, sử dụng liên tục, mất thích nghi cũng dùng thường xuyên, dùng liên tục Sibri cộng lối sống lành mạnh, thì chúng ta sẽ lên đến đây. Và một câu hỏi đặt ra, comment giúp Cường, ai là người cần dùng sản phẩm Sibri? Ai là người khỏe có cần không? Khỏe cần chứ, hàng ngày chúng ta quét nhà mà, hàng ngày chúng ta lau dọn, lau nhà, quét nhà, thì hàng ngày chúng ta cũng cần phải dùng những cái sản phẩm thải độc, chúng ta thấy không nào? Có ngày nào chúng ta không rửa bát không? Và cơ thể bên trong này cũng vậy, đúng không? Rồi chúng ta cần phải năng lượng, đấy, chúng ta cần phải có năng lượng, đấy, chúng ta cần phải bổ sung vitamin và khoáng chất. Người khỏe là người cực kỳ cần phải dùng để nó luôn luôn ở đây, đúng không? Rồi người mất thích nghi đương nhiên cần phải dùng. Để làm sao? Để nó lên đến đây. Người ủ bệnh đương nhiên cần phải dùng để giúp cho chúng ta lên đến khỏe. Người cấp tính, người mãn tính cũng đương nhiên cần phải dùng. Và những người mãn tính thì cần phải dùng nhiều hơn những người bình thường rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là một cái quá trình thiếu chất và thừa chất nó diễn ra trong một thời gian rất dài, để nó đi từ đỉnh dốc xuống tận đáy dốc.
Đấy, cho nên bây giờ chúng ta muốn đưa được cái sức khỏe của mình từ đáy dốc lên đỉnh dốc thì cần phải dùng nhiều hơn những người bình thường nhiều, bởi vì cơ thể nó thiếu vi chất trầm trọng, thiếu chất trầm trọng, thừa chất độc rất nhiều. Bởi vì thiếu nhiều và thừa nhiều cho nên phải uống nhiều thì nó mới đào thải, nó mới chuyển hóa được và nó sẽ giúp đưa chúng ta lên trên này đó. Cho nên là đấy là tất cả những gì Cường rất là tâm huyết chia sẻ với tất cả các bạn, để chúng ta hiểu về sức khỏe, để chúng ta hiểu về giá trị của sản phẩm Siberi, để chúng ta tự mình bảo vệ sức khỏe cho mình, làm chủ sức khỏe của mình. Đó, bác sĩ tốt nhất là chính mình, nếu không mình không bảo vệ mình chẳng ai bảo vệ mình hết, đúng không cả nhà? Thế cho nên hãy biết ăn gì uống gì, đấy là điều vô cùng quan trọng. Và tóm lại Siberi, đúng không? Tóm lại các tư vấn viên của Siberi, chúng ta hoặc là khách hàng sử dụng sản phẩm Siberi, chúng ta hãy biết lựa chọn cho mình trên bàn ăn của mình những cái thứ để nó giúp cho chúng ta luôn luôn ở đỉnh dốc và duy trì nó ở đây, tăng cường nó ở đây, đúng không? Phải trẻ hóa. Đấy, thế cho nên là ví dụ đàn ông thế thì dùng bộ ba thanh lọc Formula 4 trà Sebenu, rồi Men's Box, rồi kẽm, rồi canxi. Đấy, có điều kiện dùng Super Natural Vitamin, rồi Neurovision. Phụ nữ cũng bộ ba thanh lọc Formula 4, trà nữ, rồi trà Sebenu, trà T. Đấy, và rồi Chronolong Beauty Box, đúng không? Rồi dùng thêm nữa, sau này dùng thêm Super Natural Vitamin, Neurovision, vân vân. Đấy là những cái thứ tuyệt vời, đúng không? Thêm cả Vita Zepmanium nữa để chúng ta trẻ mãi không già. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Đó, đấy, đây là cái video chúng ta đã kết thúc cái việc bước đi số 1, đúng không? Chúng ta đã kết thúc bước đi số 1. Vậy thì có bước 1 rồi, làm nào để chúng ta nhanh chóng có ô tô, có 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu trở lên. Hẹn các bạn vào bước số 2, Cường sẽ chia sẻ những cái điều cực kỳ tuyệt vời trong bước đi số 2. Xin chào và hẹn tất cả các bạn. Tôi là Chu Huy Cường, sống để cống hiến và yêu thương. Yes!